Và bây giờ chúng tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới vị khán giả tiếp theo. Xin chào bác sĩ, chào MC ạ. Vâng, xin chào anh. Mình đang gặp phải vấn đề gì anh nhỉ? Tôi thì mới trải qua cuộc xạ trị thì có nên dùng nhân sâm không? Và tôi thì nên dùng sản phẩm nào ạ? Cảm ơn chuyên gia và cảm ơn chương trình ạ. Đã dùng các cái cách điều trị rồi thì sau đó khi về nhà thì chúng ta nên cần những cái thực phẩm bổ sung, và trong đó nên sử dụng các cái sản phẩm có sâm. Cụ thể là cái sâm bột Bắc Mỹ hoặc là sâm bột từ cái vùng Ontario, Canada. Cái giá trị mà cũng đã được nghiên cứu bởi cái lẽ là nó có tác dụng đối với lại vấn đề ung thư. Trên tay tôi xin giới thiệu lại về cái bột nhân sâm CND Canada. Đây cũng là một cái sản phẩm mà được nghiền từ cái củ sâm sấy khô. Và cái thành phần của nó thì chúng ta đã biết rồi. Và cái vai trò tác dụng của nó thì cũng rất là tốt đối với lại nâng cao sức khỏe, tăng cường cái sức khỏe cho cái người mà bị nhược sức. Khi mà sấy tinh bột rồi thì cái sử dụng nó nhanh hơn và nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Và vừa rồi thì anh cũng đã phải trải qua một cuộc xạ trị rất là cam go, và với sản phẩm bột nhân sâm CND Ginseng thì sẽ chúc cho sức khỏe của anh sớm bình phục.